mua iPhone cũ lưu ý cần lưu ý các điểm gì? Thế hôm nay mình sẽ làm video để mình giới thiệu cho anh chị em. Rất là nhiều người hỏi mình đặt câu hỏi như thế. Đầu tiên chúng ta phải reset lại toàn bộ máy đấy để xem có tài khoản iCloud không, và reset về chế độ ban đầu rồi nhá. Thứ nhất là có tài khoản iCloud không và máy nó sạch không, vì nó rất là nhiều phần mềm theo dõi trong này. Và chúng ta sẽ kiểm tra các cái nút để bấm này, nút gạt rung nó ổn không này, nút khởi động nguồn có ổn không này. Và thứ hai là và kiểm tra các cái vết chảy xước xem máy có chảy bị chảy nhiều không và ở đâu. Vì nhiều lúc có rơi va đập xuống ấy là nó dễ bị, ví dụ như là va đập thì dễ bị hỏng góc đấy, màn hình thì dễ bị liệt ở góc đấy. Thứ hai nữa anh em phải kiểm tra cái tình trạng pin nó còn tốt hay không. Đây, pin nó còn tốt hay không này. Pin là ví dụ con này là pin nó đang là 87%, là với con 11 Pro Max nó tương đối là tốt rồi. Và máy xem một cái máy đã sửa chữa tân trang này gì chưa, và chúng ta cần test cái cảm ứng cái này. Test cảm ứng của nó xem là còn hoạt động ok tốt không. Đấy. Và thứ hai còn một cái nữa, tài cảm ứng là ok tốt không này, anh em di như vậy, anh em di như vậy nhá. Rồi. Được chưa? Và thứ ba nữa là kiểm tra cái wifi bật ok không này. Là wifi này. Mở wifi thử. Đấy. Và cái nữa là chúng ta sẽ vào Bluetooth bật thử lên. Ok. Và mở thử loa xem. Loa xem ok không. Đấy. Và thứ cái nữa là chúng ta tiếp tục vào cái phần ở dưới. Đây phần body, cái bàn tay nhá, body xe. Bảo mật đấy, bảo mật đấy. Vào analytics, đo dữ liệu, gọi là đo dữ liệu thôi, đo dữ liệu, dịch tiếng Việt là đo. Và thứ hai là chúng ta vào cái tiếp tục cái dòng thứ hai. Đây, analytics dữ liệu data đấy, để xem là trước đây nó có bị lỗi gì không. Tôi đều thông báo hết trong này. Đấy. Đều thông báo hết trong này. Đấy đều thông báo. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta phải chú ý cái la bàn. Vì chúng ta hay, thứ nhất là chúng ta định vị, chúng ta phải kiểm tra cái la bàn đây này. Anh em thấy cái la bàn compact đây không? Đây là la bàn này. Vào kiểm tra xem là nó có hoạt động ổn không. Vì rất là nhiều cái máy nó bị rơi trong đến dẫn đến cái IC la bàn này bị hư. Và cuối cùng là chúng ta phải kiểm tra cái camera. Vì một số chú ví dụ máy nó có 3 camera, chúng ta phải thử cả 3 camera. Còn máy có 1 camera, chúng ta thử 1 camera. Camera chính, camera thứ nhất sẽ là camera trung tâm. Chưa? Camera thứ hai thì sẽ là camera góc rộng, và camera thứ ba là camera chân dung. Nên chúng ta phải chỉ kiểm tra ở cả ba cái camera có ổn định không. Đấy. Và cái nữa chúng ta phải để kiểm tra cả đèn flash nữa. Đây. Đèn flash nữa là xem nó có ok không, bằng cách là chúng ta kéo lên. Đây này. Kéo xuống. Bật cái flash lên. Đấy, như ngày là sáng rồi đúng không? Đấy. Ok. Thì đấy là các cái bước để mà kiểm tra cơ bản, kiểm tra một cái chiếc iPhone cũ. Và cái tình trạng còn cái tình trạng màn hình, và còn cái loa mic thì chúng ta phải gắn sim vào chúng ta thử. Loa mic để chúng ta phải gắn sim nghe thử loa. Bây giờ tôi thử loa ngoài thôi, còn loa tai nghe với cả mic thì chúng ta phải thử. Đấy. Và cái tình trạng màn hình của nó còn chúng ta vào đèn trắng thôi, xem nó có bị vàng không, bị ố không. Đấy. Sau đó vào đèn đen xem là đèn đen như cái này xem nó có điểm chết hay không. Đấy. Thì đấy là cái cách cơ bản nhất để chúng ta kiểm tra một chiếc iPhone cũ. Đấy. Anh chị có đặt câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi cho mình để mình được hỗ trợ đặt câu hỏi giúp đỡ cho anh em nhiều. Cảm ơn anh em nhiều.